Cuộc đụng độ giữa Paris Saint-Germain và Manchester City là trận cầu tâm điểm của vòng bảng Champions League diễn ra vào đêm qua. Sau 3 trận ra mắt tịch ngòi, cuối cùng Messi đã khai hỏa. Trận đấu hấp dẫn từ đầu khi hai đội đều tràn lên tấn công với những tình huống ăn miếng trả miếng. Ngay ở phút thứ 8, PSG đã vươn lên dẫn trước sau bàn thắng của Idriss Agüero. Man City tung ra đến 19 cú sút, trong đó có 7 cú sút trúng đích, nhưng không thể đánh bại được sự xuất sắc của Donnarumma. Chung cuộc, PSG giành chiến thắng với tỷ số 2-0. Kết quả này giúp đội bóng của huấn luyện viên Pochettino dẫn đầu bảng A. Cơn địa chấn thực sự đã diễn ra tại sân Bernabeu, khi mà câu lạc bộ Serif Tiraspol lần đầu được dự Champions League đã đánh bại đội bóng giàu thành tích nhất giải đấu, kiểm soát bóng vượt trội và tung ra đến 13 pha dứt điểm trong hiệp 1. Thế nhưng Los Blancos bất ngờ bị thủng lưới ở phút 25. Chạm vào lòng tự ái, Rian đẩy cao đội hình và liên tục bắn phá khung thành của Serif. Nhưng phải mãi tới phút 63, đội chủ nhà mới có thể gỡ hòa sau cú phạt đền thành công của Benzema. Tưởng rằng sẽ có một màn lội ngược dòng dành cho các học trò của huấn luyện viên Ancelotti, nhưng thật nghiệt ngã thay, vào phút 89, siêu phẩm ngoài vòng cấm của Sebastian Kinh đã dập tắt mọi hy vọng của Real. Thất bại 1-2 ngay trên sân nhà thật tuổi hổ với Los Blancos, còn với Serif, họ trở về Moldova kiêu hãnh như một nhà vô địch. Sân Dragao của Porto tiếp tục là điểm đến ưa thích của Liverpool khi mà đêm qua, họ đã có chiến thắng 5-1 ngay trên sân khách. Việc Porto chơi đôi công với Liverpool là một sai lầm và khiến lữ đoàn đỏ dễ đá hơn. 5 bàn thắng của đội khách do công của Salah và Firmino cùng có cú đúp, bàn còn lại do công của Mane. Chiến thắng đậm này giúp Liverpool tiếp tục dẫn đầu bảng. Tiếp đón Atletico Madrid trên sân nhà, AC Milan đã nhận trái đắng. Họ mở tỷ số trước ở phút 19, nhưng lại để thua ngược 1-2 vì chơi thiếu người sau khi Frank Kessié nhận thẻ vàng thứ 2. Griezmann và Suarez là những người lập công giúp đội bóng của huấn luyện viên Simeone ngược dòng và có vị trí thứ 2 bảng B, đẩy AC Milan xuống bét bảng sau 2 trận thua. Inter Milan đã chơi bế tắc trong chuyến làm khách trên sân của Shakhtar Donetsk. Thậm chí họ phải may mắn mới có một điểm ra về với tỷ số hòa không bàn thắng. Ở các trận còn lại, Ajax thắng Besiktas 2-0, Borussia Dortmund thắng Sporting 1-0, RB Leipzig thua Club Brugge 1-2. Huấn luyện viên Solskjaer xác nhận Harry Maguire sẽ phải nghỉ thi đấu vài tuần tới do chấn thương ở bắp chân. Đây là tin dữ với Quỷ Đỏ khi lịch thi đấu của họ ngày càng khó khăn hơn. Câu lạc bộ Chelsea nhận tin không vui khi N'Golo Kanté mắc Covid-19 và bỏ lỡ trận đấu với Juventus vào đêm nay.